đã. Ta bao một cái gì nữa, dị ứng nữa. Để lâu quá nữa nè, nó lại nhiều hơn. Cái này hành hồn là một trứng cá hả? Ừ, trứng cá. Kiếp này. Bay luôn. Dị xương rồi. Thầu cái cắt là nhiều đoạn nó đang rồi. Đây nhiều lắm. Má hình như bà nấu đi rồi đó. Bà vô bên vô này, bà chửi mấy người đó. Bà nói gì Hương là nay trong cái video á, là ghi tên Hương chị mụn ở trong đó luôn á, thì người ta cũng ăn trộn video của mình á. Vô xa à, cái mặt này vô thử. Trời ơi. Chi chít mụn. Như ổ dùa. Ừ, như vậy hả? Lấy con đưa vô với Hương mà muốn ngừa á. À, đưa vào con ngừa. Cháy vậy xưa à. Wow. Mày kiếp luôn à. Đỏ. Này đỏ lắm kìa. Trầm xuống đi xíu nè. Đưa xuống đi. Tàu cũng làm nè. Nằm cả mặt luôn, sắp lớp. Mình sẽ gửi cho Thư xem. Nó nhiều khủng khiếp luôn á. Chưa thấy mặt ai nhiều như hắn này. Tụi mà đen rồi. Mấy cái mặt kia hầu quay được trồn tụi đi với mình cả mặt đại. Từ nãy đi đó. Có không?
nè, khủng khiếp nè, không cần chích luôn à. Nè, lại chỉ là quay một cái video này, rồi quay phong rồi phát được tiếp một buổi rồi nè, quay cả mặt lại chưa xong. Ừ, nhiều vô địch luôn. Đó đi cho nó sưng rồi chết. Chặn rất là ra, chặn rất là. Chưa ít, hồi nãy em làm em chưa nhìn đâu, hồi nãy nó thiết thịt luôn kìa. Đang. À, em nhìn mấy cái ổ này, chị nào mấy cái ổ như đây đây. Chưa là chưa là cũng làm cô ném bị nặng bộ rồi, nó bị nhiều. Sáng mai nặng tiếp không? Nặng hết chỗ nãy giờ qua đã chưa nặng lại đây, chưa nặng lại đó. Nó đã gì rồi? Cuộc cái này.